Nhìn này bố. Trong mềm ngoài thơm. Nước tương ớt rồi nha. Cắn vô cái thì ăn không mình à, thoải mái mà ăn điếm không gì hết. Rồi chua đi anh, một béo mà nó thơm à, chắc đứt nữa quá. Ủa. Xin chào cô bác chị Hoàng, trước tiên thì sao xin kính chúc cô bác chị Hoàng được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Sơn mời cô bác chị bạn tham khảo nguyên liệu xin là món thịt heo này ba gọi. Cái thịt heo này mình sắc miếng miếng thế này, mình rửa muối thịt trắng tinh. Đó. Thì cái dầu mè mình chưa lượng ít, chút mình làm cái nước thoát, hạt niêm, dằn chút xíu rượu mới lộ cho nó thơm và cột thịt cho nó mềm, gừng, gừng mình đỡ vô luôn, bột ngọt. Quế khâu bông tơ vị, ít tiêu đập dập dập, chút xíu dầu hào, một chút xíu ngũ vị hương, ngũ vị hương cũng mình xài chủ yếu tạo mùi thôi, không cần nhiều. Cái món thịt này mình nướng ốp xong mình đem qua mình nướng luôn á thì cũng vẫn được, nhưng mà nó cái thịt nó sẽ có độ khô mình không thích. Hôm nay mình làm cái món này vậy thế này cho anh ba ăn cho mềm, là mình ốp như thế này xong mình đi hấp xong mình mới đem ra mình nướng. Cái thịt thì mình lúc mình nướng á, hấp xong mình nướng á, là nó trong nó mềm, nó còn nước ở ngoài vàng thơm. Rồi mình như miếng thịt này mình ốp về xong để nướng thì cái thịt nạc này nó sẽ khô. Bỏ vô mình hấp. Cái này mình hấp mình không có chùm cái giấy bạc nên nó mau hơn. Mình hấp tầm 45 phút được rồi. Rồi mình tắt lửa, mình để nắp cho nó rút cái hơi mùi thơm cái gia vị ớt này, cái mùi thuốc bắc gần người vô. Rồi mình lấy xuống, mình phủi mấy cái tiêu rồi cho nó có xuống hết để hồi mình nướng cho nó được có khét. Nước tương, dầu mè, bột ớt, dầu điều, cho thêm chút xíu dầu ăn vô. Quậy cho nó tan hết.
chào cô chú anh chị các bạn. Hey, hôm nay ăn thịt heo nướng nha. Rồi. Hấp và nướng thử coi cái hương vị nó cỡ nào. Hai cái luôn hả? Nướng rồi hấp luôn hả? Rồi đúng rồi. Thằng phải hai người kinh lên nữa. Ba ký bảy giác thì tính còn ba ký hai. Qua nhiều quá. Đúng không con? Dễ. Chơi không? Chú phải khi nào mà tôi chạy. Bây giờ ba mốt, đứa ba mốt mà. Chạy đâu? Ngứa đầu quá. Cái gì nữa? Không có chạy lần nào thôi. Đâu chạy được. Rồi ok. Rồi, hết thì có này hết thôi. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn dùng thịt heo với cô hai ở Dị An. Rồi, chuẩn bị nha ba. Rồi, đừng ăn. Từ từ. Rồi, ăn không? Ăn có mình à, thoải mái mà ăn. Ăn điếm, hủ vị hết. Rồi. Cua. Gì anh? Nó béo mà nó thơm. Chắc đứt nữa quá. Cua. Tưởng đâu là y nói là không ngon. Kiều chú ơi, mình hết hồn. Ngon anh. Béo, thơm, ngọt, nó hút vô. Gia vị mềm anh. Mềm, ngon quá. Đấy luôn. Hôm nay số lượng nhiều quá. Có thể anh ăn dưa leo, cà chua, anh thích ăn dưa năng. Này là 3 ký 2. Ăn hết thì anh ăn, không hết thì thôi. Dưa leo với cà chua, em không tính cái phần đó. Có thể hồi hết thì em cộng vô, còn hết em trừ ra. Tính phần thịt thôi. Cái thịt này là mình hấp. Hấp trong đó nó có gừng, quế khâu, phong tư vị, dầu me, rượu má với lộ. Rồi, tất cả nó rút vô miếng thịt nó mềm, rồi xong mình nướng, mình phết lên thêm một cái nước phết nữa là dầu mè với lại bột ớt Hàn Quốc, rồi nó rút vô cái nó ngoài nó thơm, trong mềm ngoài thì thơm, thịt nó rút cái gia vị vô nó thơm á. Mềm dễ ăn thay vì mình nướng bình thường thì nó khô, mình nướng cách này là cục thịt nó thơm mà nó mềm, ăn số lượng nhiều được, còn mà mình nướng để khô quá thì ăn số lượng nhiều ăn lâu hồi mỏi miệng, cái này nó mềm. Nướng có ngút ngút mà. Còn nóng mà, mới lấy ra luôn. Đó, có dính miếng sụm luôn đó. Con cục kim sụm. Nó có chấm thì giờ cho nó dễ chấm luôn thôi. Để đây. Nghịch tay anh. Đúng rồi. Có trước ngày giặt chút xíu là miếng thịt có nạc, nhưng mà đỡ thế là mình có hấp miếng này rồi, thành ra cái nạc nó cũng mềm. Cái nạc này là mình nướng tươi là nó sẽ khô. Cái này mình để thời gian thì anh ba, mình nghĩ anh ba cũng ăn hết, nhưng mà thôi, để cho anh ba anh ăn lâu lâu, để thời gian lần thì để thời gian hoài, anh ăn anh đã chạy đùa thời gian, anh không biết ngon, không tội nghiệp cho anh, để giờ cho anh ăn cho biết ngon.
mấy cục có nạc trước không bà? Mấy cục nạc là chữ nó trước đi. Ừ, trước con cục có nạc nữa. Ừ. Biết là cái nạc ấy, nó ăn lâu, bây giờ em lựa cái nạc cũng ít, em lấy cái phần mỡ nhiều. Em lấy cái miếng dày, ít có nạc. Nên nó có sụm nữa. Mà sụm hấp cái này sụm nó cũng mềm luôn rồi. Mềm. Ngon rồi các bạn. Ngon anh. Ngon. Mềm đã ha. Mềm mà thơm. Thank you.
được, còn 5 miếng. Còn 5 miếng nhỏ. À, miếng bự bà xử hết. 5 miếng nhỏ nhỏ. Đứng ngoài hỉ lên ba. Hỉ cho thoải mái người hả cho chú ăn ba. Khỏe gà cái bớt cho ăn ngon, để nhạt nhạt mũi ăn không ngon. Lúc hiệp phải hiệp 2 kg, hơn 2 kg, cái này còn chừng 1 kg á. Năm miếng hả? Năm miếng nữa.
mà anh ăn mình ở đây mình hồi hộp ăn khủng khiếp thiệt. Nóng quá, nóng lực ta. Ừ. Mưa nóng hả? Ừ, hôm nay ngộ quá. Để đi. Nay từ trước thì kỳ quá. Còn một thì mũi dính găng, lại cho cặp thịt dính găng. Dính răng không? Dính răng nó đội khó nhai quá. Ừ, thấy chưa rồi đi. Để em để máy luôn á. Dính nó cái nào dính lấy ra hết chưa rồi đi. Không, không quá. Ừ. Rồi vô làm hiệp nữa vô. Hay quá. Còn ba miếng một chút. Ba miếng một lũng, hai lũng. Nãy em dùng vòng gấp quên chừa cho con gái miếng thôi, cho lên cục này đi, tính ba ký thôi anh Bảo. Lên cục này cho con gái mình dính lên miếng này mình chừa 200g đi để cho con gái, nãy gấp vô quên nhường cho con gái lại. Rồi, ăn hai cục đó nữa là được rồi anh Bảo, cho con gái ăn cơm hả, quên. Sao bữa nay dính răng quá vậy? Nạt nhiều hả? Chắc đi thua thiệt quá. Thua không? Rồi ok. Dữ à, lâu rồi mới có bốc đầu hàng mình chiến. Hôm nay sáng đi ruộng sao thấy bộ yếu gà anh ba, sổ mũi gì tùm lum như vậy. Quá rồi bữa nay mua chi mình á. Dạ. Dữ á, hôm nay mới thắng mà bốc được là. Lâu dữ lắm, lâu mới thắng mà bốc. Hôm nay bốc rồi. Chị hết nói à. Thôi. Tình cảm hay xỉu không phải cho ha. Cảm ơn nha. Rồi ok anh.
Hôm nay anh ba anh đi ruộng về, chắc mình nghĩ chắc bệnh cảm gì, hồi nãy giờ thấy cái biểu cảm thấy như bệnh gì. Hai anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn suốt thời gian qua ủng hộ hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, dồi dào, chào rồi, bye bye.